Rồi mình chào các bạn nha. Đây là ba con giấy máy nè các bạn. Ba con giấy máy mà mình cho nó ở chung với lại ba con giấy trống mà bữa mình cho đá bắt mình đá mình cho đá thử á, thì thấy nó dở quá. Nên mình cho nó ở chung mấy giấy máy nó để mình cho nó lấy giống các bạn. Thì bữa nay mình cho nó ở mấy ngày mình thấy bụng mấy giấy máy này rất là to nè. Đó. Máy rất là to luôn á. Thì mình sẽ bỏ vô trong cái hồ kiến này nè. Để cho mấy con giấy máy này nó đẻ nha. Thì nếu mà cái quá trình mà nó mà đẻ được mình quay được á thì mình sẽ quay lại cái quá trình nó đẻ trứng cho các bạn coi nha. Tại nào giờ mình cũng chưa thấy nó đẻ trứng như thế nào nữa. Để mình gìn lên xem thử coi để coi lúc nào nó đẻ trứng được thì mình quay lại cho các bạn coi ha. Đó, đây là ba con giấy máy nè nha. Rồi, để khi nào mà mình rình được nó đẻ được thì mình quay cho các bạn coi nha. Cái thành hồ này nó hơi dơ để mình kiếm đồ mình lao mình quay tiếp cho các bạn coi nha. Đó đó không các bạn thấy không? Nó đang cắm cái kim xuống cái cát nè. Đó 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 ha. Đó cái đuôi kim của nó đó. Mình không biết cái đó gọi là cái gì, mình chỉ thấy giống cái kim mình kêu là cái đuôi kim thôi nha các bạn. Các bạn biết cái nào các bạn nào biết thì comment cho mình biết nha. Cái đó là cái gì ha? Đó đó thấy không? Nó cắm xuống không? Cắm sâu xuống cát không? Đó đầu nó đẻ không các bạn. Đó đó. Đây là lần đầu tiên mình thấy con dế nó đẻ luôn nha các bạn. Đó, nó cắm sát trong cát luôn không? Đó, nó đẻ đó không các bạn. Là bắt đầu nó đẻ trứng ở dưới đó. Đó, thấy không? Một con dế là đẻ rất là nhiều trứng nha các bạn. Tại vì một cái trứng nhỏ mà cái bụng nó rất là bự nha các bạn. Đẻ khoảng 2-3 ngàn trứng luôn nha các bạn. Mình không biết đẻ bao nhiêu trứng nhưng mà mình coi trên mạng mình thấy nó đẻ là mấy ngàn trứng luôn á. Đó, nó đẻ không? Tại cái hồ kiến mình nó dính ba cái đất nó dơ, mình không quay không có được rõ, các bạn coi các bạn thông cảm cho mình nha. Đó. Nó đang cắm xuống á. Đó 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 ha. Đó này mình quay sát luôn nè các bạn, cận cảnh luôn nè. Nhưng mà cái màn kiến nó hơi dơ các bạn. Mình lao nó không hết. Thế mình đi tìm cái gì mình lao lại cái nha. Mình lao cho nó quản các bạn. Đó, cái con này nó đang đẻ nhưng mà cái con bự này nó tới nó dí cái nó chạy lên kia luôn các bạn.
nó chạy đẳng rồi kìa. Con bự nè, bự này nãy cũng đang đẻ luôn mà mình lấy đồ mình lao cái nó quản các bạn. Cái bây giờ nó đang tìm chỗ khác để nó đẻ nè. Cái con này nó đang đẻ thì cái con bự này tới nó dí là nó bỏ chỗ đó rồi, đi tới chỗ khác rồi nè. Đó, nó có tiếp tục đẻ nữa không nha. Đó, đây thì nó lại để nó đẻ nè các bạn, lại xác cái thành hồ nè. Mà chỗ này dơ quá cái kiến, mình không quay được cận cái cảnh của nó nè. Dưới đây dơ quá trời dơ. Đó, đang đẻ đó các bạn. Để quay từ trên xuống nha, dưới này dơ quá. Đó, nó cắm sát cái kim dưới đất luôn các bạn, dưới cát á. Mấy con dế này bữa mình cho nó ở chung với mấy con dế trống á mà đã dở các bạn. Nay mấy con dế cho mình thấy bụng bự rồi, mình để coi nó đẻ không thì nó đẻ nè. Còn mấy con dế trống á mình thả hết rồi. Đó, con mái này bụng bự ghê nè, nãy nó cũng đang đẻ thì mình lấy cái khăn mình lao cái nó quản á, cái nó bỏ nó đi chỗ đó, nó đi chỗ khác. Bây giờ nó chưa tìm được chỗ đẻ nè, con này đang đẻ nè. Đó, hay ghê chưa, này lần đầu tiên mình thấy luôn nha các bạn. Con đây bụng bự ghê luôn á. Con này con đang đẻ, nó có một giò mà đẻ nãy giờ luôn á. Không, con này bụng bự rồi chưa, nãy nó cũng đang đẻ mà sao giờ nó không đẻ nên đẻ tiếp nữa ta. Con này nó chui ngay góc này, mình không có quay được cận cái cảnh của nó. Dưới góc cái đáy hồ kiến của mình nó dơ quá. Đó đó đó, ta đang đẻ cái lại phá. Bỏ chạy lại đây các bạn. Nãy phá hai lần luôn rồi đó. Con kia đang đẻ lại nó phá. Nó đẻ tiếp nè các bạn, nó đẻ tùm lum chỗ luôn các bạn. Đó đó đó, kìm nó cắm xuống nè. Đó 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 đó, thấy không các bạn, thấy không, đó đó có cái trứng ngay đuôi nó luôn các bạn, thấy không. Đó, đó cái trứng nó ngay đuôi luôn nè. Nữa phá nữa, chắc mình bắt con dế bự này ra quá, phá người ta quá. Đây, nó chui vô đây nó đẻ tiếp nè các bạn. Mong cho con kia không lại phá nữa nha. Đó, để cho đẻ yên ổn nè, nó đang đẻ nè, thấy không. Hay ghê chưa. Đó, này là lần đầu tiên mình thấy luôn nha các bạn. Còn là lúc trước mình nuôi, mình nó đẻ lúc nào mình không biết, tới hồi có giết con luôn à. Thì bữa nay tự nhiên mình vô tình mình dở cái nắp ra, mình thấy nó đang đẻ luôn. Đó, nó cắm cái kìm xuống sát luôn ha. Nó đẻ. Hay ghê chưa. Ở trong đây á là mình nuôi là ba con dế mái nè các bạn. Đó, thì ba con dế mái này bữa mình cũng nhốt chung với dế trống á, thì mình không biết là nó đẻ được bao nhiêu, để mình mốt mình coi thử nha. Lúc mốt nó nở với con ra mình coi nó đẻ được bao nhiêu con dế con nha các bạn. Mình nghĩ chắc là nhiều á, tại con dế mái này cái bụng rất là bự luôn nè.
Đó, con này vẫn còn đang đẻ tiếp nè. Mình nghĩ chắc lại tới nó phá nữa nè. Đó. Mình nghĩ chắc ba con này đẻ ra trong cái hồ kiến này là full luôn nha các bạn. Đó. Đó, ông ta đang đẻ lại phá nữa. Đó, con này chạy tới tình chủ khác đẻ tiếp nè các bạn. Đó, đang cong cái đuôi lại. Đó, có một cái trứng nó nằm ngay đuôi luôn các bạn thấy không? Đó, mốt phần dưới con nó nở ra hết cái hồ kiến thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi nha. Đó, đẻ tiếp nè các bạn thấy không? Đó, nó cắm cái đuôi xuống nè. Đó, cắm sát cái đuôi xuống luôn thấy không? Rất là hay luôn các bạn. Nè, cái trái kim đó là công dụng là để dế đẻ đó các bạn. Mấy con dế mái này mình cho nó ở chung với mấy dế trống bữa đá dở không bốt mấy dế con nó nở ra có hay không ha. Thường thường ta nói gà giống mẹ, chó giống cha, mấy dế giống con gì ha các bạn ha. Đó thì cũng đang đẻ luôn nè ha. Rất là hay luôn. Thì quá trình nó đẻ rất cũng rất là dài nha các bạn. Thì mình chỉ quay ít vậy thôi ha. Để cho nó tự nhiên nó đẻ đi ha. Chứ mình ngồi mình quay hoài nó cũng nhiều khi nó ngại nó không đẻ nữa. Đó, vẫn còn đang đẻ nữa ha. Con dưới máy này nãy là mình quay là lúc mà mình về mới về tới là nó cũng đang đẻ đó các bạn. Dưới máy bự nè, bụng nó bự ghê chưa, bự full hết cái cánh luôn á. Cánh nó phủ không hết cái bụng của nó luôn đó. Nhưng mà nãy gì sao nó không đẻ nó đi, nó phá con dế kia đang đẻ. Đang đẻ cái lại nó cắn người ta. Cái máy này bự ghê chưa. Đó. Thôi giờ mình sẽ để cho tự nhiên nó đẻ nha. Để mốt dế nó nở thì mình sẽ quay cho các bạn coi cái hồ này có nhiều dế con không nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.